Lời theo gió nhẹ trôi tiếng yêu đầu môi Nụi tờ nặng Ui ơi 1140 mảnh UR này Thằng đây là nick của một đứa Nó nhờ mình cài hộ cái chuỗi Ui dồi ôi <laughs> Nó nhờ mình cài hộ cái chuỗi 50 ấy Thôi gửi cho nó cái Đúng không? Nó nhờ mình cài cho chuỗi 50 Mà hiện tại thì uh, Mình cũng lười chơi lắm các bạn ạ Nên là bạn nào có nhu cầu chơi này cứ liên hệ mình Mình cho bạn chơi mượn chơi hộ nick này thì rất là mạnh các bạn ạ, nó gọi là tà đạo này, vận mệnh này, nó chuyên hero, cực mạnh luôn. mặc dù 50 lá nhá, 50 lá nhưng mà không sao các bạn ạ, nó đầu tư nhiều các bạn ạ, này thứ nhất là có phượng hoàng này, có phượng hoàng đầu tư này, có linh linh x thập tự này, rất nhiều bài của vận mệnh với lại vuốt bóng tối này, cái này nó định chơi kiểu hero cao tối nhưng mà nó chưa đủ bài các bạn ạ, sắp đủ rồi, bởi vì là bây giờ nó tích game được cái vuốt bóng tối này, Trinity X3 này, xuống chưa X3 Trinity nhá. X, uh, X3 con phù thủy ma trận, con này là X6, con này là X6 các bạn ạ, nó mở lương chủ đề Nick này thì nó chỉ có mấy con hero cơ bản, hình như không có ác quỷ tử thần à? Ui vậy là dở rồi, cái gì mà không có ác quỷ tử thần, tử thần à Ơ, Nick A à, đây có ác quỷ tử thần các bạn, nào? đây đây đây. Nick này thì chủ yếu là hero vận mệnh tà đạo rất nhiều bài của hero vận mệnh tà đạo luôn, nên mà mình không biết chơi vận mệnh ý nên là hôm nay mình sẽ bui lại một deck tà đạo, tà đạo đúng không? thì nó ở đây à? Đây sẽ rồi, thôi bui vào đây cho D hero đúng không? nó sẽ làm bui một đích nên tà đạo nhá. À, theo mình bui thì bây giờ à, xóa hết mẹ. từ từ lấy lấy nó hỏi nó lấy hen lấy gì nhỉ lấy gì hỏi lấy gì đã chắc là lấy hen chap chứ các bạn ạ bởi vì nick này nó nạp 500k các bạn ạ <laughs> nó nạp 500k tỷ lệ x3 đây xóa được bất này đi này thứ nhất là cái con đê uh, thơ này có nhưng mà con này thì hiện tại nó bị lỗi phép các bạn ạ theo như mình mình nghiên cứu sáng hôm đấy nhá một buổi sáng mình chơi con này này vẫn chơi được mà tối phát là không chơi được luôn không, nick này là nó mỗi x3 đấy e là này. đúng nhỉ đổi nhầm con cs này là cút luôn đấy <laughs> đổi nhầm con cs này là cút luôn đấy các bạn ạ đây được một con rồi này con này nó đang bị lỗi nhá mặc dù sáng hôm đấy mình chơi vẫn dùng được effect tối đến không chơi được luôn đã à, không dùng được effect luôn à ma chưa game lúc là cơ chế tiên tiên đi cả cái này của đi cả à đi cả free các bạn ạ cs hay uh may uh, nếu mà vận tà đạo đúng không nên lấy cái này này tà đạo này x 2 con này ngon thứ nhất là vừa hen chắp thôi cái này nhắn tin ôi chết rồi hình như nick này không có tà đạo báo đen vũ trụ con này nên number leo nhưng mà nick này không có các bạn ạ con này để nên 5 năm bồn hoặc là đắc neo nhá hai con này rất là mạnh nhưng mà nick này nó không chơi nó không chơi vũ trụ các bạn ạ nó chơi nguyên tố à uh, con con này có cần không sao không cần ở ừ, đúng rồi chủ yếu là con quái khói đây này, này quái khói nên nạp tiền các bạn ạ mặc mình không biết ip của nó là gì luôn đọc lại nhá khi bài này triệu đặc biệt chỉ lần này và sân lấy một phép biến hóa này kỹ năng mộ chủ động mỗi lượt dùng một loại lấy một quái không cùng tên có từ khóa à cái effect là lấy bài thôi dùng bờ lan xem ném nó xuống xong lấy bài ok bây giờ con con rider à? ui ơi con uh, x con này con gì nhỉ tấn công uh, đặc biệt ăn từ mộ ui con này thì cũng ngon nhưng mà khó dùng lắm các bạn ạ khó dùng con này là anh hùng uh, nguyên tố à ồ oh, con này là hiếm đấy các bạn ạ đâu phải ai à, cũng có con này đâu nick này hiện tại là vip 4 các bạn ạ nó là tài khoản dinh thôi nên là ui rider luôn đấy ờ, có thể hồi đặc biệt bằng hiền tế hay quá trên sân feta tổng hai là bài chủ yếu muốn được một lần sau đó triệu hồi đặc biệt quái chỉ lần này có thể triệu hồi đặc biệt quái ơ ờ, à con rider này là phá phá bẫy các bạn ạ không ngon nói thật là đây Vậy, mấy con này thì nó là mua luôn chủ đề thằng này nó nạp nhiều nhiều tiền mua luôn chủ đề lắm các bạn ạ các bạn thấy con này x 7 là thấy vấn đề đấy mấy con rider kia thì nó không ăn thua đâu bởi đang xem men x 3 này đây mình bù nhìn siêu tốc là của juicy đúng không nay mình sẽ bôi lại một đếch tà đạo nó có vài cái lá hắc vũ event với vẩn này à, cái con nhỏ này này thế sao anh quên? cái này là người lùn vĩnh hằng của lửa vĩnh hằng à cứ tưởng của ấy đấy binh đoàn rồng à con này không phải của hero a à, của tà đạo rồi bây giờ nếu mà chơi tà đạo ngày xưa ấy tà đạo nó sẽ chơi về bọn bóng đêm các bạn ạ ngày xưa tà đạo nó chơi về bóng đêm nhưng mà giờ chắc là không chơi được nữa rồi bởi vì bóng đêm nó nó phích nhạy cái cơ chế phá hủy rồi ấy nó phích nhạy cái cơ chế phá hủy nên là bọn bóng đêm không chơi được nữa nếu mà chơi tà đạo gì giờ cứ uh... mà đích này 50 lá thì hơi khó chơi không sao Nick này còn lá phép tà đạo của bạn ạ nên là 50 lá với nó không là vấn đề quan trọng là nó phải có x3 con kia cơ kẻ ma thuật hai tầng khi bị phá hủy triệu đặc biệt một quái tộc phù thủy ố con này có phải hai tầng đâu tăng a à, nhầm kẻ cái gì tăng kẻ mai tăng pha thuật gì ấy đây thì bây giờ đây này Cầu xin là nó có nó mà không có thôi Đây x2 không sao cả Thôi tí mình sẽ đi làm cho đến x3 các bạn ạ Tí thì uh, tí mình sẽ đi làm cho đến x3 Chắc là hết rồi đúng không Hero thì căn bản là cần những con này thôi Thiếu cái con gì nhỉ Cái con uh, 2k đam gì nhỉ Con 2k6 đam con gì nhỉ Có một con 2k6 đam nữa uh, Anh hùng hay nó tách cho nhờ cái thằng này nó nghiên tách bài để nó ghép cái mảnh UR lắm các bạn ạ Nó hơn 1.000 mảnh UR cơ mà Hơn 1.000 mảnh UR đấy thì tha hồ nghịch đây, bây giờ đến lượt uh, ta đạo, cái lá này x1 hơi đen các bạn ạ. Nó mua bằng đấy luôn chủ đề mà ra x1 cái lá này thì cũng là hơi bị đen đấy. Tiếp theo là uh, thầy đại hiền giả dung hợp cái này là trước ăn event này. Nhìn mặt là biết rồi. Uh, di sản anh hùng này. Ủa lút ba lá cơ. Chọn hai quái dung hợp có từ khóa anh hùng nguyên tố, anh hùng vận mệnh, anh hùng từ mộ phép Sau đó lút ba lá ui rồi cái lá này là di tích của đại đúng không ừ, cái lá này là trong di tích này dung hợp vận mệnh x năm gỡ, cái thằng này nó mua nhiều luôn chủ đề thế nhỉ lút thẻ vận mệnh thì con này là bắt buộc phải có vận mệnh rồi các bạn nên là không chơi nhá à... ui rồi chuẩn bị biến hình x 3 cái này chơi nguyên tố hết nút chấm còn gì nữa chuẩn bị biến hình x 3 luôn các bạn ạ x 1 tạm thời đình chiến cái thằng này hơi nghèo nhá đánh giá nó hơi nghèo tạm thời đình chiến nạp x 3 vào ui x ba thuận cờ đúng là nick của những người nông dân có khác Nông dân này banh hơi nhiều nhá Đây này các bạn Thử từ, từ nhau Chuẩn bị biến hình như này này Trên sân phía ta không có quái Hy sinh một quái Có thức khóa từ bài trên tay à, Và bộ bài Rút một lá Khá là ngon Con này để đi trước thì ngon này Chỉ cần hy sinh một cái con trên tay à, đợi Thôi dẹp 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 đi Cái thằng này nó chỉ mình combo Nhưng mà mình đuổi lắm các bạn ạ Học làm gì tầm này Đây tiếp tục là đến bẫy này Cái này không cần đâu các bạn Con đường hy vọng thì nick này không cần Bởi vì là nó lên 50 lá nó 10 ca máu đấy nên là không cần. Bù nhìn sát vụn này. Chết rồi giờ làm sao bùi đủ 50 lá nhỉ? Cái deck này thì mới có một con Juicy 50 được các bạn ạ nên nó hơi toang đấy. Đảo trên thế giới con nên cho nhỉ? Thôi làm mấy cái quả bẫy chất chất nhiều, Bẫy thì giờ nick này có gì nhỉ? Phản xung. Phản xung đánh nhau với bọn thánh kỵ này. Nó cấm nút bài thì không ăn thua lắm đâu. Có cái lá bù nhìn sát vụn mình lấy chưa nhỉ? Lấy bù nhìn chưa? Cái ná này để cao tơ đúng không? Uh, hai bên không thể chịu ấy Cái xét dung hợp ở cái này, này cao tượng khá là ngon thì chơi tạm đi các bạn ạ bây giờ thì uh, anh hùng à còn những con gì cần thiết nhở mình chưa tìm ra con gì cần thiết đâu thiếu bốn ná nữa cơ hi... à đại hiện chết rồi đấy tí thì quên mình chơi chơi dung hợp ấy anh à, nhầm chơi uh, tà đạo ấy không để là dung hợp <laughs> đời đây rồi nên này hình như là không có mấy con hèn uh, nhiều đâu các bạn ạ Bởi vì nó là nông dân nên là khá là thương cho nó Nên là mình cố gắng Bạn nào có nhu cầu cài hộ 50 trận win thì cứ liên hệ mình Chứ nó thật mình người cài lắm Chơi thử cái con uh, author đi Bởi vì author chưa biết là sửa effect dưới ấy. Ngày trước thì sáng hôm đấy nhá Sáng hôm đấy mình chơi effect vẫn đúng Tối vào chơi phát mất effect Mày, Cái game ảo à, thật đấy X thập tự này Con này là anh hùng kẻ thống trị Cái này chắc là rương chủ đề rồi Ác quỷ tử thần Ui rơi Sao ít thế nhở toàn x1 x2 hình như có cả Galaxy các bạn hình như thế này có cả Galaxy cô à, mấy con lanh 8 ấy để uh, kỵ sĩ tính nặng ngon này con này thì mix cho tà đạo với lệnh nguyên tố vẫn được Trinity x3 này à, ảo ảnh này lấy x3 cho nó ngầu các bạn ạ à, Gagat cao bồi thì chắc là không cần kỵ sĩ ác mộng con này cũng khá là ngon nhá kỵ sĩ ác mộng nếu mà các bạn biết dùng thì nó khá là ngon con này thì uh, chắc là không cần này uh, hết hết dung hợp rồi nhỉ à đâu còn nhiều con dung hợp lắm các bạn ạ ô thằng này nó tách bài được các bạn ạ nếu mà không nếu mà không tách ấy nó sẽ có rất nhiều bài rồi, cơ thằng này tách bài rồi đấy bởi vì nó quay được x3 x3 cái ná gì nhiều cái nào quên mất tiêu nó được x3 x3 gì rồi này nó được x3 cái ná gì nhiều họ chuẩn bị biến hình mà nên là nó quay khá là nhiều đấy hoặc là đương chủ đề nhỉ? hay là đương chủ đề từ từ nha sau phần ra làm nốt full vận bệnh đi hay lắm nó đếch có gì cho mình chơi cơ mẹ cái thằng này nó nghèo thế nhiều Hình như nó chơi vào võ thần rồi, nó lại nú được các bạn ạ. À. Vận mệnh thì không ai nhầm tà đạo thì không chơi, chơi vào tọ võ thần làm gì cũng biết. Nick này thì không có linh năm thì hơi buồn nhỉ. Bởi vì thằng này nông dân nó cày chăm nóng bắt ạ, nhưng mà nó không có linh năm rồi, còn hơn gần 2 vạn XP chắc là nó nên con nhân vật thứ hai này. Thôi, à, không phá gì không nó lại không nóc. Nó có ui 3 k 2 đá của thằng này nó tích chữ đồ đấy các bạn ạ, à. chuẩn bị chơi đá này. Nick này sao nó ít ấy nhỉ? Thằng này không điểm danh à? Nó có điểm danh nhân tục không nhỉ? Oh này nó dùng tài nguyên À nó mua Nó mua cái này này các bạn ạ à. Cái gói giới hạn này này <laughs> Nó bỏ tiền vào đây mua gói giới hạn các bạn ạ. Nên là nó khá là thọt đấy Rồi bây giờ mới đến lượt của vận mệnh Anh em ta đã thế nhỉ Quen mồm ơi như có hai hũ đúng không nhỉ Mình bỏ hai cái hũ chưa Ờ Hình như nick này có hai hũ Mình hình như chưa bỏ cái hũ nào hay sao ấy Dạo này đáng trí rồi à, cái này chắc là bọn thánh kỵ không, không không sợ đâu các bạn ạ bởi vì uh, thánh kỵ ấy chẳng có nào có effect tay chủ động đâu không có nào có effect tay chủ động các bạn ạ nên chắc bọn thánh kỵ thì con này nó sẽ không kích được effect rồi ơ ôi bạn tôi ơi bạn lại chơi đồ rồi ôi bạn tôi ơi rút bài này lời hiệu triệu thì bây giờ này con uh, con này búp đam này bây giờ mình có ơ uh, thằng này nó có tham đấy đâu nó nửa mình à nó vừa bản là nick nó có tham để rồi mình mới chơi mà giờ nó có tham đâu bị nửa rồi các bạn ạ à. lấy ốp quái khó chỉ lấy được mấy con này thôi à toang nhiều mình tưởng quái khó lấy được full chứ nàng con chi gõ ba phát thật sướng các bạn ạ nàng con chi gõ ba phát thật sướng mà chi nó không đấm được cái kia các bạn ạ nó không có đấm được cái kia con này thì như là không chịu đặc biệt nữa à, à con này effect tay chủ động con này effect tay chủ động đấy lấy lại một con à không nhỉ con này effect tay chủ động các bạn ạ Đây Nó nửa mình rồi nên có tham ứa đâu Nghĩa cái thằng mất dạy này Ấn auto nó sẽ dung hợp ra cái con 5k đam Chắc chắn là 5k đam Ui dồi mẹ sao mày lại dung hợp với ác quỷ tử thần Ác quỷ tử thần đẩy phát là chết các bạn ạ Con này này nó đẩy phát là chết Mày dung hợp đi cái con này là tao tao xin mày rồi đấy Con gì nữa cái con Này này cái đích tà đạo này hơi hơi toang rồi Nâu mình quên quên effect của Linh rồi này Thì toang nhiều Anh à, nhưng mà không từ từ Nếu mà đối thủ lên con này thì mình chưa sợ này Ác quỷ tử thần thì nó bị phá là do con này phá ờ ừ, nó lên thật à Mẹ sao thằng này biết chơi nhở Hình như mấy con này không có effect mộ rồi các bạn ạ à. Chết hết rồi Không sao có 10 ca máu thằng này nó còn 900 à Cái này lanh giới rất là mong manh Giờ lút được con hạ con 2 ca 6 đam là win này Giờ lút được con 2 ca 6 đam là win Con CS này không kích được effect mấy đau chứ Ồ nó chơi cả hen chắp hải nữ cơ Thằng này khá nhở Linh Ồ Ồ sao phát đấy mình không linh vào nhở Ừ nhở À không Hình như là không linh được Uh, Linh đột chứ nhảy con quái khói này thì hình như nó không bị cấm effect thì phải Mà quên Thằng này nó cũng ghê đấy Tí thua này các bạn Vớ vẩn thua đấy Thua rồi Nó gọi bài Ô oh. Ghê nhở Thánh kỵ không tham Linh OTK ghê vậy Ui chưa gì đã thua mất hai ba điểm Xin lỗi Cái thằng này nó có tham đâu nó nừa mình à Nó nó bảo là nick này có tham Xong các thứ nó nhờ mình cày làm thì có tham đâu Để mình bui lại nào Mình cho À cho hai hũ được à Ô oh, thế sao mình yếu thế nhở Lạ thật thằng à, nửa lừa mình rồi nó không có tham nhưng mà thôi cố ăn chơi mượn nick nó làm video tí các bạn ạ đấy bạn nào có nhu cầu chơi chơi hộ 50 win một ngày ấy, cứ liên hệ mình mình thì sẽ đưa đi khác nhá không đưa đi này đưa đi này là chém chết mình cái tâm huyết của nó nông dân như vậy là vip rồi đấy các bạn ạ không phải dạng cùi bắp nữa đâu rút bài đi nè rút tiếp đi nè rút bất chấp nào đai hiền giả thì cứ lấy lên các bạn ạ rút tiếp nữa nào Ô, oh, cái cái này rút ghê đấy nhỉ Đây, chuẩn bị biến hình ném cái này xuống này Xong uh, ném cái này xuống đúng không À, nó ném một con quái khói xuống à Ném quái khói xuống mộ này Ngon, rút hai ná Ui dồi ui cái này, ui dồi, tà đạo này Con tà đạo này mình chưa biết dùng nó kiểu gì <laughs> à, Con này khi triệu hồi thường anh triệu đặc biệt nhỉ À đâu, con này uh, từ từ nha Nick này không có tham, không combo được nhiều, thấy không Tính ra combo khá là ghê các bạn ạ Đấy là do mình rút được, ui ôi Một đống như phép quả tà đạo kìa mình bảo cái lá này lỗi lắm các bạn không tin mình Tà đạo một là gì nhỉ Lấy một con lên đúng không Ừ lấy một con lên này Tà đạo hai là rút một lá đúng không Ừ đúng rồi thì bỏ cái lá này xuống chết rồi quay thế thủ rồi ừ, nó chưa kịp quay hôm sao có con bù nhìn siêu tốc chắc là chưa chết các bạn ạ bạn này thì nếu ui mười ba ca máu kìa à? chỉ lấy bạn này cũng 50 mươi lá à chơi đồng mà chẳng mắt xanh à sợ đấy à nó khi nó đấm vào điểm gốc của mình ấy con này nó sẽ cứu mình được một mạng này nó sẽ X cơ à chết rồi con chơi con này thì phải bỏ xin trôn các bạn ạ chơi con này thì phải bỏ xin trôn ừ mình không bỏ xin trôn nên nó không cộng máu các bạn ạ quên nú nói thật là con này mình chưa chơi con bù nhìn này này các bạn phải bỏ 10 con xin trôn vào nhá thì nó mới đây đặt kéo như gì nữa ta đạo này đầu tiên là dung hợp lên trước nhá dung hợp đến city này từ hai con này ba con này đi đó Xong giờ lấy lại một con này Đây, ý ta đã bổ sung là đấy con này lên đúng không À gọi này xuống đúng không Khi gọi xuống thì các bạn Hai con này thì các bạn dung hợp vào con này Ý ơi, nật kèo nó đây chứ đâu Ui giời ơi, cái trận này mà nhã thế nhở Ta đạo một ý chí anh hùng là rút một lá này Ta đạo một là lấy một con đúng không à, Tà Ta đạo hai là lấy lại là dung hợp à Thôi, lấy, lấy con này búp đam các bạn ạ Đây rồi, con này đấm vào ba phát Thì làm sao mà đỡ được Quay thế tấn công, đấm vào con này đi cho nó quay Đấy, một phát ui rồi ơi Lông ba đầu với chúng tôi <laughs> nó lại bảo không mạnh nữa đi đấy là do cái trận đầu mình chưa quen các bạn ạ cũng khá là mạnh đấy các bạn cứ lướt được to ken là ngon này <laughs> đấy mình chửi thằng em dài cái nó nương mình nó bảo có tham nhưng mà làm gì có tham đâu Uh, hẹp hẹn bị anh sẽ là con hẹn chắp uh, tham đâu nó bảo hình như là có 50k tham ý bởi vì nó nó sẽ ôi ơi, cái mặt sau này nạp tiền rồi thôi thì, thì, thì. Ờ, cái gì nhỉ gặp mấy cái thằng mặt sau là lạ các bạn ạ quyết cho đỡ đau khổ ok sẽ là video dừng đấy nha cho bạn xem tà đạo thì có gì để bữa sau mình nhớ lại effect mình sẽ làm hay hơn nhá bởi vì bây giờ ấy, mình chưa có nhớ được effect ô cái trận này vẫn quy được này những con hồn hồn hoa xuân kia nó bỏ hết bài rồi cái trận này mình chưa nhớ được effect ấy lút này lút giờ là con tà đạo À, không ra tà đạo rồi phát này phải ra tà đạo thì ngọn ngồi... à đâu con này dùng quái nữ là ra tà đạo còn gì nữa à mày chết mày chịu ơ ờ, nó không lấy được tà đạo nên à buồn nhở thì bây giờ nếu mà lấy thì sẽ lấy con gì nên nhở kết hợp với con sẽ này như hai con này là không dung hợp được đúng không nó phải là một con quỷ cơ bọn này thì không có quỷ các bạn ạ phải là một con quỷ thì mình... Mới... cái thằng này nhắn tin nhiều thế nhở nó phải có quỷ cơ thôi lấy tạm con này để dung hợp xem có gì rút được bài nha các bạn giờ chỉ cần rút được cái con um... Tạ đạo kia là xong lúc được con tà đạo này tà đạo Úi đây mày chết mày chết mày chết đấy công chuyện Ý rồi ơi Tại vì sao người ra đi trong một Phát đấy nếu mà Linh địa kịp ý Xong ấn nút auto là mình win rồi đấy hoặc là dung hợp hai con ôi bạn này chịu thua ngon hồn hoa sơn với trẻ hồn có nước bạn này là ai nhỉ ôi tí được con cái gì xịn nhỉ à ok chắc là video tạm dừng đây nha nick này thì nó sẽ khá nhiều triển vọng trong tương lai đấy để mình sẽ tập combo vận mệnh với tà đạo cho bạn xem tà đạo sương sương như vậy các bạn thấy mạnh chưa đi sau cứ làm bố rồi